Tôi xem cách sư phụ thương lượng với đại lý xe hơi. Sư phụ không quan tâm đến việc mua xe, ngài chỉ muốn làm cho họ từ bỏ việc nài nỉ bán xe. Một lần nọ, có vài người, tôi không biết đó là ai, nhưng họ đã cúng dường một số tiền. Họ nói, sư phụ, thầy cần một chiếc ô tô. Thầy chẳng có một chiếc ô tô tử tế nào để đi đến những nơi thầy muốn. Số tiền này dùng để mua xe cho sư phụ. Rồi sư phụ nói, được thôi. Ngài cử tôi và huynh đệ cũ Hằng Quang đi khắp San Francisco, bảo chúng tôi thu gom các tài liệu quảng cáo và tất cả các thông tin đại lý ở San Francisco. Chúng tôi đã đi khắp nơi, thu gom các tờ quảng cáo và mang về. Sau đó sư phụ lấy những tài liệu quảng cáo này và trải tất cả chúng ra trên bàn trong phòng của ngài. Trông giống như tấm thảm quảng cáo vậy. Rồi sư phụ nói, hãy gọi cho bên này, bảo anh ta mang xe qua để chúng ta xem. Cho nên chúng tôi đã không đến đại lý mà họ đã đến đây. Chúng tôi gọi cho đại lý. Anh ấy nói, ồ, cứ đến đây đi và chúng tôi sẽ cho anh xem các xe ô tô. Chúng tôi nói, không, anh hãy mang xe đến đây nếu anh muốn bán nó. Chúng tôi chỉ trả tiền mặt. Đại lý xe hơi, thôi được rồi. Họ lái xe đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi định lên xe ngồi. Sư phụ bảo chúng tôi đợi chút đã. Sư phụ nói được rồi. Hai người lên xe. Hằng Quang còn ngồi trước, Quách Huy còn ngồi sau, rồi ta sẽ theo sau. Và khi ta lên xe, chỉ cần nói với gã đại lý rằng ông già Trung Quốc này muốn đi cùng. Chúng tôi nói, vâng ạ. Chúng tôi lên xe, nhân viên đại lý nói chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi nói, đợi một chút, có một ông già muốn đi cùng chúng ta. Gã đại lý, ồ, được rồi. Bạn biết không, gã đại lý ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ cởi áo choàng của mình. Sư phụ chỉ mặc quần áo làm việc và đi tất. Sư phụ leo lên xe, ngồi phía sau và chúng tôi lái xe đi vòng vòng. Bạn biết đó, nhân viên bán hàng cũng muốn bán hàng và muốn chốt đơn. Bạn biết là họ luôn làm thế mà. Vì vậy họ định giới thiệu tất cả về điều tuyệt vời của chiếc xe. Sau đó định thuyết phục chúng tôi bằng một thỏa thuận thực sự tốt. Vì vậy chúng tôi lái xe khắp nơi và sư phụ không nói một lời nào. Ngài chỉ im lặng và ngồi ở phía sau. Và chúng tôi chỉ lái xe lòng vòng xung quanh, có lẽ là 10 phút lái xe. Sau đó quay trở lại núi vàng, tu viện. Ngay khi chúng tôi đang quay trở lại phía trước tu viện, sư phụ nói, bao nhiêu? Xin lỗi. Sau đó Hằng Quang nói rằng thầy ấy muốn biết chiếc xe bao nhiêu tiền. Gã đại lý, ồ, tôi có thể đề nghị cho các anh một giá hời. Khi đó tôi nghĩ chiếc xe thuộc những năm 70. Những chiếc ô tô lúc đó khoảng 12.000 đô la. Tôi nghĩ vậy. Và anh ấy nói tôi có thể đưa ra mức giá chiếc xe này là khoảng 12.000. Nó thường là 15. Nhưng ba la ba la. Sau đó sư phụ đề nghị, tôi đang nghĩ 6.000 là một giá tốt, nhưng tôi trả cho bạn bằng tiền mặt. Nhưng thậm chí tôi đã biết điều đó. Tôi quan sát sư phụ thương lượng với những đại lý xe hơi này. Sư phụ không quan tâm đến việc mua chiếc xe, ngài chỉ quan tâm đến việc làm cho họ buông bỏ việc nài nỉ bán xe. Vì vậy thật tuyệt vời khi xem cuộc thương lượng này diễn ra. Chúng tôi đã có một đại lý mua bán xe đến đây và anh ấy sắp sửa chỉ vào chỗ để sư phụ ký vào hợp đồng. Anh ta đưa tờ giấy cho sư phụ. Khi sư phụ chuẩn bị cầm bút lên, ngài nói,
Tôi vẫn còn thấy giá xe nó mắc lắm đấy. Cuối cùng gã thương nhân đứng dậy. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh ta chạy ra khỏi cửa và sư phụ chạy theo anh ta. Vẫy tờ giấy. Tôi đã ký. Tôi đã ký. Nhưng tôi có thể thấy rằng sư phụ không quan tâm về chiếc xe chút nào. Ngài thậm chí chẳng hề để ý đến nó. Sư phụ chỉ muốn xem liệu ngài có thể khiến người này từ bỏ việc nài nỉ của mình hay không. Thật tuyệt vời khi xem cuộc thương lượng này.